Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu lậu của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô lậu của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh sanh của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh diệt của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thiện của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tội của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tội của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu phiền não của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô phiền não của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thế gian của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của bốn tịnh lự